1 giờ sáng phi xe từ Hà Nội về Thái Bình để đón bình minh trên biển vô cực và nhận được một cái kết không thể nào đáng lòng hơn. Đây có lẽ là chuyến đi bất ổn nhất từ trước đến giờ của mình. Ai mà đang có ý định đi biển vô cực thì xem ngay cái video này nhá. Câu chuyện là thấy cái biển vô cực này hot quá, thế nên là mình với con bạn thân phóng veo veo từ Hà Nội xuống để kịp đón bình minh trên biển. Ôi dồi ôi, đường từ Hà Nội xuống Thái Bình vắng tanh và ngắt, không có một bóng người nào luôn, sợ ơi là sợ. Xuống đến nơi thì thấy một chú người bản địa đang chuẩn bị đi ra biển, thế là bọn mình đi theo luôn, không thì không biết đường. Trời thì tối mà xuống đến nơi đã phải lội nước bì bà bì bõm hơn cả đi cày, bẩn ơi là bẩn. Phải lội nước 40 phút đến 1 tiếng, tương đương với 3 đến 4 cây số đi bộ đấy. Ra gần đến nơi thì mặt trời bắt đầu ló lên rồi, phấn khởi hơn một tí. Đấy, khúc này trời bắt đầu sáng dần, thế là bắt đầu check in chụp ảnh được rồi đây này. Đúng với cái tên biển vô cực, bao quanh mình là biển và trời, không thấy bờ đâu cả. Trời càng sáng thì cảnh vật hiện ra càng rõ, đẹp dã man luôn. Không uổng công mình lội nước lội bùn hơn 1 tiếng đồng hồ để ra được đến đây. Ngồi góc nào chụp ảnh lên cũng rất là ảo, bóng của trời phản xuống nước đẹp như bức tranh. Không nghĩ rằng ở Việt Nam mình lại có một nơi đẹp như thế này luôn. Chụp ảnh xong bọn mình thu dọn đồ đi về, lúc đấy hơn 7 giờ sáng, trời nắng to rồi. Thì bây giờ mới được diện kiến con đường mà sáng nay bọn mình đi, toàn đất với cả bùn thôi, trơn dã man luôn, đi bình thường không đi được ấy, chỉ trực ngã thôi. Mọi người mà muốn đi đến đây thì cứ cân nhắc cho kỹ cái con đường này nhá, cảm giác mà vượt qua được nó thì hãng đi, không thì thôi, tốt nhất là ở nhà. Xong rồi là bọn mình còn bị mất dép cơ, để dép trên bờ nhưng mà lúc quay lại thì không thấy đâu. Thế là hai đứa đi chân đất từ Thái Bình về Hà Nội. Ai mà vẫn muốn đi thì video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết lịch trình và cách thức đi đến đây nhá.